Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Tôi Đôn Trà chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, Đôn Trà trình bày cho các bạn biết vì sao mới đeo kính nhỉ? Mình bị tim mắt. Bị sao thụi à? Từ thằng này hôm nay bị đau mắt các bạn ạ. Không phải bị thụi gì đâu, bởi vì bị đau mắt nên mình bảo Đôn Trà là tốt nhất là đeo cái kính vào để nhìn cho đỡ phản cảm. Ok, hôm nay thực ra là anh mình định ra đồng, nhưng mà bởi vì ngoài đồng đang dính gọi là cái gì nhỉ, gió mùa đông bắc, ảnh hưởng mưa gió to, gọi là tiếng gió vào trong video thì sẽ khiến các bạn xem rất là khó chịu, nên anh mình hôm nay thì mình sẽ quay ở nhà và anh mình làm cái món, đó chính là món ếch nướng siêu cay các bạn ạ. Tiến dưa ếch lên cho các bạn xem nào. Đó các bạn ạ, đây rồi anh mình ra mua 10 con ếch rồi, lặng tiến. Đây là 10 con ếch các bạn ạ. Đây là 10 con ếch rất là to luôn các bạn ơi. Đó. Bây giờ anh mình sẽ đi mổ rồi lột da của nó ra, và anh mình gọi là bóp muối rồi bóp chanh rồi ướp siêu cay rồi anh mình cho lên bếp để anh mình nướng. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh mình. Rồi anh mình sẽ tiến hành đi làm thịt chúng nó thôi. Ok. Các bạn nhìn Đôn Trà nhìn cái tên ngầu không? Ok, nào đi thôi. Anh mình đã lột da xong rồi các bạn ạ. Đây, tách riêng thịt của ếch này, rồi da của ếch này. Bây giờ anh mình sẽ đổ nước trộn siêu cay vào. Đôn Trà đổ nước trộn siêu cay vào. Nhìn mắc cay luôn các bạn ạ. Nào đổ vào. Ui giời. Đổ cả vào da nữa. Đó, xong bắt đầu trộn nó lên rồi ngâm vào đây. Rồi anh mình đi gióm lò, gióm than hoa, rồi anh mình sẽ bắt đầu cho nướng các bạn ạ. Ui các bạn, khi mà đổ nước ướp siêu cay vào, các bạn nhìn thấy nhìn ngon không? Ngon vãi cả trưởng luôn. Phải cho nhiều này, phải cho nhiều này. Đó. Nhìn mắc ngon luôn. Bởi vì hôm nay anh mình quay ở nhà vì một số là bởi vì trời cũng sắp mưa đó. Anh mình nếu mà trời có mưa thì anh mình ở nhà vẫn nướng được, anh mình vẫn thưởng thức được các bạn ạ. Đó, rồi anh mình ướp đấy đi. Nhìn rất là ngon rồi các bạn ạ. Bây giờ anh mình sẽ đi gióm than cho cháy rồi anh mình bắt đầu nướng các bạn ạ. Than cháy rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho vào nướng các bạn ạ. Rồi, mình sẽ quay cho các bạn xem. Úi giời ơi các bạn ơi, nhìn mắc ngon luôn. Đây các bạn nhìn đã thấy này đã đủ cay chưa? Nhìn thấy này đã đủ cay chưa các bạn ơi? Mắc cay rồi. Đây là gọi là ếch anh mình sẽ kẹp riêng để anh mình quay. Còn đây là cái da. Da này thì anh mình sẽ kẹp vào cái vỉ và anh mình nướng riêng. Cái này chắc là nhanh chín này. Cũng rất là cay luôn các bạn ạ. Ok, bây giờ anh mình sẽ cho vào nướng các bạn nha. Nào cho vào đi. Quay thử không nào? Quay thử tuyệt vời không nào? Rồi. Đợi chín thưởng thức này, chắc là món này cũng khá là ngon luôn các bạn ạ. Cái này phải quay đều nhá, bởi vì ếch này nó nhanh chín lắm đấy. Ok, Đôn Trà anh gọi là đây là anh gọi là cái đeo kính thì gọi là thầy ói mù đúng không? Đang quay ếch các bạn ạ. Đấy, cho anh ta luôn nhận cái chân gọi là chân quay đồ. Ok, bây giờ anh mình chỉ còn chờ ếch chín anh mình thưởng thức thôi các bạn ạ. Chắc là ra chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ ra để ăn trước. Đôn Trà thì cứ ngồi đây quay đi nhá. Để anh em ra ăn thử trước xem nó có ngon hay không. Nếu mà không ngon thì thôi bỏ đi không ăn nữa. Còn nếu mà ngon thì mang ra cho Đôn Trà ăn. Bây giờ nhiệm vụ quay là cứ quay đi thôi. Nào Tiến mang ra để anh mình tháo ra để mình thưởng thức Tiến ơi. Đấy, anh chuẩn bị sẵn cái lá đây như mình. Anh mình tháo ra để ăn đây. Ok. Nào cho ra đây, cho đây. Đó. Đó, tháo ra để rồi. Nhìn rất là ngon các bạn ạ. Không biết ăn thế nào thôi. Đôn Trà đợi tí nhá. Anh mình tháo ra đây, tháo để luôn ra cái cành này. Đấy, đổ ra, cẩn thận rơi ra đất thì ăn lắm luôn. Ua, nhìn ngon vãi các bạn ạ. Anh mình sẽ ăn trước cái da các bạn ạ. Nào Tiến ăn thử đi. Xem là có ngon hay không. Nếu mà không ngon thì thôi anh mình sẽ không ăn nữa. Còn ngon thì để Đôn Trà ăn. Mời các bạn nhé. Úi giời, da siêu cay thế nào?
ếch thì chắc phải luộc tiếng nữa mới chín các bạn ạ. Ngon. Ngon á? Da dai dai. Bè bảo ngon, bây giờ đến lượt mình thưởng thức các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử các bạn ạ. Ui, mình sẽ thử cái da gọi là da ếch siêu cay này. Các bạn nhìn đôn trà, đôn trà ơi. Có muốn ăn không? À, đây đây đây. Ơi ơi ơi. Ôi thôi thôi đặt đấy, tí nó mang ra luôn mang ra quay tiếp đi. Tức là thằng này nó muốn ăn mà bây giờ nó bê luôn cả cái thanh gọi là ếch lướng cái đi là ếch để bè nó không quay nữa, nó ra để đòi ăn luôn các bạn ạ. Nhưng mà anh mình sẽ thưởng thức trước thôi, xong bè sẽ mang ra cho nó ăn. Mình mời tất cả các bạn nha. Cay quá. Cái vãi trưởng thực sự rất là cay luôn các bạn ạ. Không biết tí ăn ếch có cay như này không, ăn da ướp cay nhưng mà ngon các bạn ạ. Đôn trà các bạn ạ, đôn trà vẫn đang tích cực quay. Thôi rồi, Tiến sẽ cầm ra để cho đôn trà ăn thử, không đôn trà lại khóc bây giờ. Anh mình sẽ mang ra tận mồm cho chiều đôn trà các bạn ạ, bởi vì công anh ta đang rất là nóng lực để có thể quay được ếch. Ơi giá ếch rồi nhá, nhưng mà ăn nhưng mà vẫn phải lại quay nhá, không cháy ếch là không ăn được đâu. Nói thử xem ngon không? Vâng, mời các bạn nhá. À ngon cực luôn các bạn ạ. Người hậu thần môn. Ngon. Ngon không? Không cay à? Có. Ui giời các bạn ạ. Ui giời, bây giờ anh mình sẽ đánh chén nốt cái chỗ này. Còn ui giời. Sấm các bạn ạ. Sấm chỉ sợ là bây giờ mưa anh mình quay không kịp thôi, làm cố lên để quay nốt đi. Đang sấm một tí mưa đấy anh mình gọi là hỏng hết đấy. Đây gần chín rồi các bạn ạ. Vàng khe luôn rồi. Bây giờ anh mình sẽ đánh chén nốt chỗ da này rồi đợi ếch chín rồi nhìn mình thưởng thức ếch các bạn nhá. Mình nghĩ nó chín rồi các bạn ạ, bởi vì lướng rơi luôn cả chân ra này các bạn nhìn này. Đó, nó bảo coi như là cái thịt này, nó bảo hết cả da, nó bung hết cả da luôn. Bây giờ anh mình sẽ bỏ ra để anh mình thưởng thức rồi, nào, mang ra đi. Sống cũng phải ăn thôi, bởi vì nếu mà quay thêm nó sẽ rụng chân ra. Nhẹ nhàng. À sao ơi. Nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ. Úi giời, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem món thịt ếch lướng siêu cay này của anh mình. Đây, anh mình sẽ cho lên cái lá này. Quay đây để cho các bạn xem cận cảnh gọi là ếch lướng siêu cay của anh mình. Đó các bạn ạ. Ui, các bạn nhìn thấy gì chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Ngon vãi trưởng. Đây, khi mà anh mình quay đây quay một tí đi. Đó các bạn ạ. Đây xuống sợ nó rơi các bạn ạ. Đây để chén đây. Đấy, quay đi. Đấy các bạn này, nó vỡ hết cả da như này này. Anh mình mà quay thêm chắc nó rụng hết cả đùi những thứ luôn. Thôi rồi, bây giờ anh mình sẽ tháo ra để thưởng thức các bạn ạ. Nó bỏ ra đi. Ui giời, nóng các bạn ạ. Ây da, nhìn khá là ngon đấy. Bây giờ thưởng thức thì không biết thế nào rồi. Phi. Nhìn không đã thấy phi rồi đúng không? Nhìn đùi. Đấy, bác bỏ nó ra. Ui giời ơi. Nhìn thế này ăn mới phi các bạn ạ. Đấy. Không biết là nó có dai không nữa, bây giờ anh mình phải thưởng thức thì mới biết được nó có dai và ngon hay không. Cay thì chắc chắn là sẽ là siêu cay rồi. Để chuẩn hết xong một cái lá đi, chuẩn hết xong một cái lá thôi. Đấy, xong mình cầm một cái lá thôi, anh mình ăn. Ui, ngon quá các bạn ạ. Nhìn không là chảy hết cả nước miếng rồi. Anh mình bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức các bạn ạ. Đây hôm nay anh mình chỉ có uống nước lọc đá thôi, bởi vì hết tiền rồi, không có tiền mua nước ngọt nữa rồi. Là hai thằng thưởng thức rồi. Mua sau vụ cá sấu là sạc nghiệp luôn, lương thì mình chưa có, còn clip mà mình mua tivi là mình mua lâu rồi nên là quên mình quay lâu rồi, nhưng mà hôm vừa rồi mình mới đăng nên các bạn hiểu lầm mình thôi. Ok rồi các bạn nè. Ok. Như nào, có dai không hay là bở? Dai. Lướng thì ăn tế mồm rồi. Thế nào? Úi giời, bọn này tôi bọn này chơi toàn cái đùi luôn các bạn ạ. May quá, may là mình khi mà quay ấy, thì lấy quay là lúc mà mình quay là có đoạn sấm ấy, may quá là chưa mưa các bạn ạ. Anh mình quay xong vẫn chưa mưa là anh mình có thể gọi là thưởng thức ngon lành cái món này. Để mình sẽ vào để thưởng thức các bạn ạ. Ui, thực sự là khi mà anh lướng là nó bị bung bở ra, nhưng mà ăn về mình ăn mới biết bọn nó bỏ dai, không biết là có dai thật hay không các bạn ạ. Đây mình sẽ dùng một miếng đùi này các bạn ạ. Đó. Mình mời tất cả các bạn nhá. Nhưng mà vẫn ngon. Thực sự là cái món ếch lướng siêu cay này của anh mình thì được rất nhiều người yêu cầu, rất nhiều các bạn yêu cầu, nhưng mà
Bây giờ mình mới có thời gian để có thể làm được cái món ếch nướng siêu cay này các bạn ạ. Thực sự cái thịt này nó dai dai bên trong rồi các bạn ạ. Không, dai dai theo kiểu ăn nó rất ngọt luôn đấy. Mình thật tái là cái kiểu mà ăn nó dai ngọt ở bên trong miếng thịt đấy. Nhưng mà bởi vì anh mình quay là bởi vì chưa quay ếch bao giờ, chưa nướng ếch bao giờ mà quay nhiều quá ấy. Quay đảo đi đảo lại hơi nhiều nên là nó bị gãy cái đùi chứ không phải là nó bở các bạn ạ. Ăn mới biết là thực sự là ếch rất là dai luôn. Ngon. Ngon. Thầy thầy bói luôn trà, hãy cho một quẻ bói xem là khi nữa anh mình đi về có gặp mưa không. Chưa đi về. Thất về nhà mới mưa. Về nhà mới mưa á? Ừ đấy. Vậy là thầy thầy bói mù luôn trà đã gọi là bói cho anh mình, tự bói cho anh mình một quẻ là tí nữa anh mình ăn xong, đây là anh mình đang trên nhà Tiến, ăn xong anh mình về thì trời mới đổ cơn mưa các bạn ạ. Được. Để xem là thầy bói mù đun trà này có bói đúng không các bạn ạ. Ủa cay quá. Đúng rồi, mày cho mấy lọ sa tế mà cay này. Một lọ thôi. Cay quá. Mày nhiều ớt rồi. Ớt thì khoảng 20-30 quả. Mấy quả đã chết rồi. Mấy không cho quả. Đã gọi là siêu cay thì phải cho cực kỳ cay luôn. Mình trộn với trộn cay à, mình rát hết trộn tay à. Rát tay bình thường. Cái ếch của nhà mình là cái món gọi là siêu cay của nhà mình thì bình thường chả làm gì không cũng rất là cay rồi. Nó cay, cay vãi trưởng luôn. Nếu mà chạm cái tay vào, ví dụ mình bị rách một tí tay này và chạm vào cái nước ướp siêu cay của mình luôn rồi. Khóc luôn các bạn ạ. Sót phải khóc luôn đấy. Đùi mềm cái đấy cho mình rút ra. Các bạn thấy mình ngầu à? Ngầu. Ngầu vãi choáng. Thực sự là nó đau mắt thì như đầu clip mình đã nói ấy, thì đun trà là bị đau mắt nhưng mà nên là mình đã bảo đun trà là kiếm một cái kính. Thì đang trên nhà Tiến thì bảo Tiến lên kiếm cho một cái kính rồi đeo kính vào, không các bạn nhìn thấy mắt đỏ các bạn lại sợ khi mà nhìn qua màn ảnh nha, các bạn sợ bị lây các bạn ạ. Kiểu như là sợ bị lây đau mắt đỏ ấy. Lên qua internet à? Thực sự là mình cả mình tiếp xúc với đun trà rất là sợ. Bởi nếu bây giờ mà mình có bị đau mắt ấy, thì chắc là mình sẽ không thể quay clip cho các bạn xem trong vòng một tuần luôn ấy. Có thể là nửa tháng. Nếu mà không chữa khỏi kịp là cũng không thể có clip cho các bạn xem. Nên là mình vẫn đề phòng là bảo đun trà kiếm một cái kính. Thứ nhất là đề phòng cho mình và đề phòng cho các bạn. Nếu mà các bạn nhìn vào mắt đun trà mà chẳng may mà bị lây là các bạn cũng không thể xem được clip của mình, ok? Tiến này kiếm một quả kính bao tiền này? 100.000 đây. Nào bây giờ cay quá. Tiến sẽ phát biểu cảm nghĩ khi mà ăn cái món ếch nướng siêu cay này mà. Ăn ếch nướng siêu cay này thực sự rất là ngon các bạn ạ. Đùi khi mình cho mồm mình phải rút ra, còn cái xương không ăn rất là mềm, ngọt lắm. Và cái miếng này nó hơi bị cháy lửa, ăn giòn giòn. À bị cháy lửa, cháy than hoa. Đã mù lượng này nó nhiều. Đây là bởi vì anh mình lần đầu quay ấy. À, lần đầu gọi là ăn ếch nướng ấy, chưa biết kỹ thuật nướng, nên là khi mà nướng ấy nó bị kiểu như gãy ấy. quay nhiều quá các bạn ạ. Suốt cả lúc nướng là quay nhiều quá nên nó bị gãy các bạn ạ. Nó đưa đi đưa lại nên nó bị gãy ra. Nên như mình sẽ không nướng nữa, chứ nếu mà anh mình nướng thêm thực sự đó mà thịt ếch nó săn lại, càng săn lại gọi là càng khô ấy, thì anh mình ăn càng ngon luôn. Tao đun trà nào. Ngon. Mình ăn này là lần đầu tiên mình được ăn những cái loại thịt ếch hay xào ấy thì xào em nấu kiểu các kiểu kìa, như đây là lần đầu tiên mình ăn thịt ếch nướng siêu cay. Ăn thì ăn bên ngoài thì không phải nói rồi, quá cay rồi. Ăn ở bên trong thì thịt ăn nó thịt ếch rồi ăn nó dai bị cả ngọt. Hết chưa? Chưa. Nào còn nốt rượu lôi lấy đi. Nói à, mắc ngon. Ok các bạn ạ. Mình nó mắc không nó nhiều được. Ok, vậy là hai thằng nó cho biết cảm giác rồi. Thì bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa.
Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.